Bác ơi, bác có đổi quần áo không? Tôi đi đổi luôn thể. Không cần đâu cô. Cô mang cái ấm này ra cổng bệnh viện, mua hộ tôi ấm nước trà. Dạ vâng ạ. Mấy lát nữa, nếu có ai mang tài liệu đến, cô nhận giúp tôi nhé. Dạ vâng ạ. Ai đấy bố? Cô giúp việc ở bệnh viện, bố mới thuê. Thế em Yến đâu ạ? Nó cứ bận bịu sốt ruột về chuyện công việc. Bố bảo nó về rồi. Nhưng giúp việc thì dù sao cũng là người ngoài. Có nhiều việc không thể bằng con cái đâu bố ạ. Họ chuyên nghiệp, chú đáo mà con. Yên tâm. Nếu có cái gì phát sinh thì bố sẽ gọi điện cho con sau nhé. Dạ vâng ạ. Bố có đi nghỉ đi. Bố vẫn ở trong phòng, bố không sao. Yên tâm nhá. Ơ kìa, tôi nhờ chị mua hộ tôi một ấm trà mạn cơ mà. Trà pha sẵn ở bệnh viện đắt lắm bác ạ. Em mua hộ bác một cân chè. Khi nào thèm thì mình pha. Dùng không hết thì mang về nhà uống. Mà trà ấy, phải pha vào ấm sứ nó mới ngon. Nhân tiện, em mua hộ bác một bộ ấm chén luôn rồi. Của bác hết tất cả là 677.000. Thôi đây, tôi gửi cô. Ôi, bác đưa tiền nhiều như thế này, em không có tiền trả lại thôi, đâu. Thôi, cứ cầm đấy, tôi coi như là biếu cô. Thôi thì tiền thừa, em bóp chân cho bác. Không cần, tôi nói này, không cần đâu. Cô ơi, thôi, cô đi ra ngoài đi, tôi còn đi vệ sinh, nhá. Đi đi, đi. Để em giúp bác ạ. Không cần đâu. Đây. Bác xỏ vào đây. Ôi giời ơi, thôi tôi không phiền đến cô. Thôi, bác lên lưng em cõng luôn. Tôi không phiền đến cô. Lên đây em cõng. Tôi đã bảo là tôi không phiền đến cô. Tiền vẫn còn thừa mà. Không phiền đến cô ạ. Trời ơi. Sao thế này? Cô ở đâu? Hả? Ở đâu vào đây mà ở ngoài đây đây? Em giúp việc ạ. Giúp việc cái gì? Ra đây với tôi. Sao thế? Hả? Cô buồn cười thật đấy. Dù sao bác cũng là đàn ông mà cô làm công ăn lương thì phải ý tứ dè dặt chứ. Mà bác ấy đủ sức khỏe tự đi lại được. Vâng, tự chăm sóc mình được thì không cần phải nhờ đến em. Em chỉ làm đúng phận sự thôi. Tôi hỏi thật nhá, cứ cho là bác cái đàn ông mà không ngại đi, thế còn cô ấy, đàn bà con gái không thấy ngại à? Ôi dào ơi, em chẳng thấy gì cả. Em còn đang phải nuôi một đoàn tàu há mồm ở dưới quê kia kìa. Miễn là làm cái gì ra tiền thì em làm tất. Chăm mấy cái ông đi vệ sinh rồi là tắm táp, đơn giản như thay tã trẻ con ấy mà. Mà thôi, bác không cần ấy thì em đi nhà khác. Khối nhà còn cần em kia kìa. Đấy, gọi con cái về mà chăm. Dâu rể đủ cả đấy. Quá trời.